sân này nè, ta chính là thầy ở trường nè. Tụi mày đóng tiền nọc và hàng tháng là ta lĩnh lương nè. Ta làm trăm ngàn đơn nè, văn hóa ta lớn đi chưa nè. Tao dạy mày học chữ, không dạy mày tròn tròn vuông vuông nè nè nè. Những cái thằng cá biệt thì tao luôn xếp nó ngồi lại với nhau. Thằng nào bị tao chú ý thì tao cho nó ngồi ngay trên bàn đầu. Phụ huynh mày phải nể tao, nên nhìn tao mày không dám ló. Và mỗi cái lần mày dám cúp học, bố mẹ mày lại phải đến xin tao. Yeah. Tụi mày còn nhỏ, còn đeo khăn quàng đỏ. Tao phải cầm kính lớp để nhìn tụi mày cho rõ. Yeah. Tao ở đây từ khi trường cũ đến trường mới đã. Học mày xong thì thoải mái trong giờ ta chơi đây. Không được phút cần trong giờ học, không được đưa xe và đánh võng. Mấy con mưa sao mà phân, đến trường không động mà về ngắn. Tao cho tụi mày mặc đồng phục, bọn mày giống nhau như khuôn đúc. Tao cho bọn mày tập thể dục, bọn mày là do tao bản thức. Thầy yêu trường đến. Anh biết chúng mày quá là lười, khá buồn kể chúng mày vẫn còn hít thở. Nhưng mà số phận sinh ra đã làm người, phá cuộc đời như thế thì chết dở. Anh chỉnh từ cách mày viết nắn từ cách mày flow. Mấy thằng số là lười, không vượt qua được thử thách này đâu. Em dạy mày thành người để không ai sinh sự đánh mày đau. Không nghe là anh thì hậu quả mà phải tự gánh ngay sau. Verse này là giờ kiểm tra, đám học trò hư có mà được điểm 3. Chẳng có phép thần kỳ nào hiện ra, đối với bọn lười biếng chỉ giỏi ngụy biện cả. Anh khó tính còn hơn cả phát xít, anh giao bài tập khó cho chúng mày phát lít. Đi học lại kiến thức căn bản cứ xác định mà chết đi sống lại, gọi mày là plastic. Mới đi học tốt đến mức này lại cứ rối rối mãi thế sao? Để anh dạy vài chữ nhà giáo nổi danh sao phải thấy ngại chứ? Chúng mày nên biết tiếng anh là thầy ngoại ngữ. Chúng mày gặp nhà giáo tận tâm thật là hiếm có khó tìm. Mắt trông thấy suốt bao nhiêu biến cố có nhìn. Chúng mày vẫn cứ lười, anh đã biết rồi cố tình. Nhưng vẫn cách đi vì người biết gì chứng kiến đâu có chỉnh. Bài kiểm tra này khó đúc thế mau chóng, mà có khi anh đã kiên giám thị trông thế mà không người đang nghi. Đây không phải phim trường được chúng mày quay mà trống là